À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Các con ạ, ngay từ đầu thế kỷ 20, trong khi đang làm ruộng thì những người nông dân ở vùng Ốc Eo, nay là thị xã Ốc Eo, Thoại Sơn của An Giang thì đã phát hiện ra rất nhiều đồ trang sức quý. Năm 1994 thì Viễn Đông Bắc Cổ của Pháp đã tiến hành một cuộc khảo cổ học và trong đó đã phát hiện rất nhiều dấu tích của một nền văn hóa của một vương quốc mà đã phân bố chủ yếu là vùng Nam Bộ Việt Nam, đó chính là Vương quốc Phù Nam. Vậy Vương quốc Phù Nam nó được hình thành như thế nào, cũng như có nét đặc trưng gì về chính trị, về văn hóa cũng như kinh tế? Cô và các con sẽ cùng nhau tìm hiểu trong bài ngày hôm nay. Các con cùng đến với bài 19, Vương quốc Phù Nam. Ở bài này các con lưu ý chúng ta sẽ có 3 nội dung chính. Thứ nhất là sự thành lập và phát triển và suy vong. Thứ hai là hoạt động kinh tế và tổ chức xã hội. Và thứ ba là một số thành tựu văn hóa của Vương quốc Phù Nam. Ta cùng đến với nội dung thứ nhất, sự thành lập và phát triển suy vong. Về cơ sở hình thành thì Vương quốc Phù Nam được hình thành trên cơ sở nền văn hóa Ốc Eo và sự ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ. Điều này thì có thể nói là lịch sử hình thành của Vương quốc Phù Nam gắn liền với những câu chuyện huyền thoại và truyền thuyết. Những câu chuyện huyền thoại và truyền thuyết này thì được ghi chép khá là đầy đủ ở trong các sử sách của Trung Quốc. Trong đó thì có lần đầu tiên nó xuất hiện là vào đầu thế kỷ 3 sau cái cuộc chuyến thăm của hai sứ thần mà người ta đến một cái vùng đất mà mang tên là Phù Nam. Theo đó cũng có kể lại rằng là một người ở Ấn Độ là Hỗn Điền thì có nằm mơ tới thấy một vị thần có báo mộng và có nói là nhặt một cái cung ở dưới gốc cây. Sau đó thì theo cái con thuyền lớn đi ra về hướng phía biển và biển đó thì đã đến với biển Phù Nam. Lúc này thì đang chịu sự cai trị của một nữ hoàng mang tên là Liễu Diệp. Lúc này khi thấy Hỗn Điền thì Liễu Diệp đã cho quân chống lại, Liễu Hỗn Điền thì dương cung và sau đó thì tên đã vươn xa và vượt qua cả mạn thuyền. Thấy thế thì Liễu Diệp rất là lo sợ và xin hàng. Sau đó thì Hỗn Điền đã kết hôn với Liễu Diệp và cai trị cái vùng đất này và từ đó thì Vương quốc Phù Nam đã ra đời. Có một cái câu chuyện khác từ bia Mỹ Sơn 3 của Champa thì cũng nói kể về một cái câu chuyện về sự ra đời của Vương quốc Phù Nam. Trong đó thì có mang dấu ấn một màu sắc huyền thoại hóa hơn và đặc biệt là họ thần thoại hóa cái sự ảnh hưởng của Hindu giáo với những cái tước hiệu tên gọi của các vị thần và những dòng dõi của những tộc xưa cũ thuộc vùng châu thổ sông Hằng. Và có thể thấy là dù là cái câu chuyện về sự ra đời của Vương quốc Phù Nam nó có như thế nào đi nữa thì nó đều thể hiện cái sự tương tác giữa người dân bản địa với nền văn hóa bên ngoài. Điển hình ở đây đó chính là Ấn Độ. Về thời gian thì Vương quốc Phù Nam ra đời vào khoảng thế kỷ 1. Tên Vương quốc là Phù Nam. Với phạm vi lãnh thổ chủ yếu, nếu như quan sát lược đồ các vương quốc cổ ở Đông Nam Á từ thế kỷ 7 trước công nguyên đến thế kỷ 7, các con có thể thấy là ở vùng này. Ở đất nước ta hiện nay thì trước đây bao gồm ở thời kỳ cổ đại bao gồm có nhà nước Văn Lang Âu Lạc chúng ta đã tìm hiểu, vương quốc cổ Champa và vương quốc Phù Nam ở đây chủ yếu là địa bàn thuộc Nam Bộ của Việt Nam hiện nay. Hai nhỏ là hoạt động kinh tế và tổ chức xã hội, ta cùng đến với A nhỏ hoạt động kinh tế. Về hoạt động kinh tế thì sản xuất nông nghiệp là chính bởi do có điều kiện tự nhiên thuận lợi với đất đai rất là trù phú. Thì ngay từ rất sớm cư dân Phù Nam đã có tận dụng được những yếu tố về điều kiện tự nhiên này để phát triển cho mình một cái nền sản xuất nông nghiệp. Và bên cạnh đó thì họ còn trồng các loại cây khác như là cam, dừa, mía và thạch lựu. Ngoài ra thì đặc biệt là họ trồng rất là nhiều cây cau và một số sử sách cũ cũng có ghi chép về việc là họ đã dùng một loại cây giống như thạch lựu để có thể tạo ra rượu uống nữa. Bên cạnh đó thì họ còn có kết hợp đánh bắt thủy hải sản, chế tác kim hoàn, sản xuất thủ công và trao đổi buôn bán. Ở đây thì đặc biệt là họ đã tạo ra những cái sản phẩm thủ công rất là bắt mắt cũng như là rất là đa dạng về loại hình với cái việc là sử dụng đất sét cùng với bàn xoay để tạo ra những cái đồ gốm. Và chính bởi nói lẽ đó mà đồ gốm của Phù Nam thì có trình độ cao cũng như là loại hình rất là đa dạng.
Đặc biệt ở đây phải nói đến đó chính là nghề kim hoàn. Thợ Phù Nam thì cũng có tạo ra những cái sản phẩm kim hoàn rất là bắt mắt, với việc là đỉnh cao trong cái kỹ thuật chế tác và chạm khắc những cái sản phẩm từ vàng và bạc. Ngoài ra thì ngoại thương đường biển rất phát triển, bởi lẽ là nông nghiệp và thủ công nghiệp cũng đã có sự phát triển nhất định, điều đó cũng đã thúc đẩy cái ngoại thương phát triển. Ngoài ra thì ở đây là do vị trí địa lý rất là thuận lợi, nên ngay từ rất sớm thì cư dân Phù Nam đã rất coi trọng ngành thương mại. Và bên đầu tiên phải nói đến đó chính là thương mại bản địa. Người ta đã phát hiện ra rất nhiều những cái đồng tiền bằng vàng, bạc và đồng. Một số đồng tiền thì còn được cắt làm tư, làm tám để làm tiền lẻ, giao lưu buôn bán. Bên cạnh đó thì còn có những cái mảnh vàng được cắt nhỏ với những kích thước và khối lượng trọng lượng gần giống nhau. Điều đó đã cho thấy là cái thời kỳ này đã có những cái hoạt động giao lưu thương mại, thương nghiệp rất là sôi nổi. Ngoài ra thì họ còn vươn ra quốc tế để giao lưu trao đổi buôn bán những cái hàng hóa với các nước ở trên thế giới như là Ấn Độ, Trung Quốc, Hy Lạp, La Mã hay là Ba Tư. Người ta cũng đã phát hiện ra một cái dấu tích, đó chính là ở nền chùa Ốc Eo. Thì đây là cái dấu vết ở nền chùa Ốc Eo đã cho thấy đây là những cái dấu tích của một cảng thị đã từng trao đổi buôn bán rất là tấp nập với rất nhiều thuyền buôn. Và bên cạnh đó thì người ta cũng đã phát hiện ra những đồng tiền và mảnh tiền của Phù Nam tại những vùng đất ven cái vùng vịnh Thái Lan cũng như là Myanmar và bán đảo Mã Lai. Chính bởi lẽ đó người ta đã đặt ra một cái giả thuyết rằng là có lẽ là đây cũng đã có một cái sự dòng nối thương nghiệp ở Ốc Eo đến Ấn Độ Dương thông qua đường biển qua vịnh Thái Lan. Và bên cạnh đó thì người ta cũng đã tìm thấy ở vùng đồng bằng sông Cửu Long rất là nhiều những cái gương đồng Hán hay là đèn Ba Tư hay là đồng tiền Hy Lạp hay những con dấu theo kiểu Ấn Độ, Hy Lạp, La Mã. Điều đó cũng đã cho thấy một cái nền ngoại thương, một cái dòng thương nghiệp giao lưu buôn bán với quốc tế rất là sôi nổi ở Phù Nam. Về B nhỏ, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tổ chức xã hội ở Phù Nam. Vậy tổ chức xã hội ở Phù Nam có điểm gì đặc sắc cũng như là có điểm gì giống và khác so với Champa? Đầu tiên phải nói đến đó chính là về tổ chức nhà nước thì vẫn theo chế độ quân chủ, vua là người đứng đầu nắm mọi quyền hành. Giúp việc cho vua thì bao gồm có tăng lữ và quý tộc. Điều này có phần khác so với Champa, khi mà giúp việc cũng như là dưới nhà vua thì bao gồm có tể tướng và hai vị đại thần, bao gồm có văn và võ. Dưới vua thì bao gồm có các thủ lĩnh quân sự, thủ lĩnh địa phương, chịu sự chi phối về quyền lực. Có thể thấy là tổ chức nhà nước theo mô hình nhà nước chế độ quân chủ, tuy nhiên thì nó vẫn còn tương đối lỏng lẻo. Về tổ chức xã hội thì tổ chức xã hội ở Phù Nam thì cũng chia thành hai giai cấp là giai cấp thống trị và vị trị, đồng thời đã có sự phân hóa giàu nghèo. Ở đây chúng ta có thể thấy là giai cấp thống trị bao gồm có tăng lữ và quý tộc, và vị trị bao gồm có nông dân, thương nhân và thợ thủ công. Điều này thì có phần khác so với Champa, khi mà bộ phận vị trị của Champa thì bao gồm có nông dân, dân tự do và nô lệ. Ta cùng đến với một số thành tựu của văn hóa Phù Nam. Thì người dân Phù Nam, cư dân Phù Nam cũng đã sáng tạo ra một nền văn hóa vô cùng đặc sắc. Đầu tiên phải nói đến đó chính là tín ngưỡng và tôn giáo. Thì họ thờ tín ngưỡng đa thần, sớm tiếp nhận tôn giáo từ bên ngoài như là Hindu giáo hay Phật giáo. Người đã phát hiện rất là nhiều những bức tượng Phật rồi tượng thờ thần bằng đá và bằng đồng. Bên cạnh đó thì người ta còn thấy là có những cái bức tượng được xếp bằng tọa lạc ở trên tòa sen, hay có những bức tượng đứng thẳng mặc áo cà sa tọa lạc ở trên tòa sen. Ngoài ra thì còn có những cái bức tượng thờ ba vị thần rất là nổi tiếng của Hindu giáo, đó chính là thần Brahma, Vishnu và thần Shiva. Nghệ thuật thì nghệ thuật điêu khắc tượng thần từ đá gỗ phát triển với những nét sáng tạo mang phong cách Phù Nam. Hình ảnh đầu tiên các con đang quan sát đó chính là bức tượng Phật Lợi Mỹ, tượng gỗ Đồng Tháp thế kỷ 4. Ta có thể thấy đó chính là hình ảnh bức tượng Phật này đang tọa lạc ở trên tòa sen. Đó. Và bên cạnh của chúng ta đó chính là bức tượng thờ thần Vishnu, Tân Hội, tượng đồng An Giang thế kỷ 3 đến thế kỷ 4. Tượng thần Vishnu thì được đặt ở trên tư thế là đứng thẳng, đầu thì đội mũ trụ, khuôn mặt thì tươi tắn, dáng vóc thì khỏe mạnh. Và đặc biệt là thần thì có bốn tay.
Mỗi tay thì cầm một linh vật thể hiện cho cái sự cứu sinh, cứu độ chúng sinh cũng như là sự giúp đỡ, bảo vệ cho con người, che chở cho con người của Thủy Thần này. Bên cạnh đó thì cư dân Phù Nam cũng sử dụng những đồ trang sức làm từ vật liệu khác nhau như là vàng và đá quý. Điển hình đó chính là chiếc nhẫn vàng tại ốc eo thế kỷ 5 và thế kỷ 6. Quan sát ở đây các con có thể thấy đây là một trong những cái đồ trang sức quý và rất là đặc trưng của nền văn hóa ốc eo. Đặc biệt là ở trên chiếc nhẫn này thì còn có khắc chữ Phạn. Điều này không chỉ thể hiện được cái trình độ, một cái kỹ thuật, nền mỹ thuật rất là tiêu biểu, rất là độc đáo, đặc sắc của những nghệ nhân Trạm Tinh Hoàn của Phù Nam, mà điều này thì còn cho thấy được cái sự tiếp nhận và giao lưu với văn hóa Ấn Độ của người Phù Nam. Có thể thấy là đặc biệt là họ đã tiếp thu, tiếp nhận chữ viết của người Ấn Độ. Và để các con có thể củng cố được những kiến thức đã học, cô cũng có những câu hỏi dành cho các con. Câu hỏi đầu tiên, Vương quốc Phù Nam ra đời vào khoảng thời gian nào? A. Thế kỷ 1 trước công nguyên. B. Thế kỷ 1. C. Thế kỷ 2 trước công nguyên. Và D. là thế kỷ 2. Đáp án của chúng ta đó chính là thế kỷ 1. Các con lưu ý điều này hoàn toàn khác với Champa là thế kỷ 2 nhé. Câu hỏi số 2, phạm vi lãnh thổ chủ yếu của Vương quốc cổ Phù Nam thuộc khu vực nào của Việt Nam hiện nay? A. Nam Bộ. B. Bắc Bộ và Nam Trung Bộ. C. Bắc Trung Bộ và Nam Bộ. Hay D. Nam Bộ và Nam Trung Bộ. Đáp án của chúng ta đó chính là Nam Bộ ngày nay. Chúng ta có thể nhớ lại cái lược đồ các quốc vương quốc cổ ở Đông Nam Á mà cô đã trình chiếu. Câu hỏi số 3, lực lượng chính trong xã hội Phù Nam bao gồm A. Tăng lữ, quý tộc, nông dân, thương nhân. B. Tăng lữ, quý tộc, nông dân, thương nhân, thợ thủ công. C. Tăng lữ, quý tộc, nông dân, dân tự do, nô lệ. Hay D. Tăng lữ, quý tộc, nông dân và nô lệ. Ở phần này thì các con hết sức lưu ý, chúng ta cần phải phân biệt với vương quốc cổ Champa mà chúng ta đã học ở bài trước nhé. Và đáp án của chúng ta đó chính là tăng lữ, quý tộc, nông dân, thương nhân và thợ thủ công. Điều này có khác một chút so với Champa các con nhé. Champa thì bao gồm có tăng lữ, quý tộc, nông dân, dân tự do và nô lệ. Câu hỏi số 4, nghề chính của cư dân Phù Nam là gì? A. Sản xuất nông nghiệp. B. Chăn nuôi. C. Đánh bắt cá. Hay D. Làm các nghề thủ công. Đáp án chúng ta đã chính là A. Sản xuất nông nghiệp. Bởi lẽ là do có điều kiện tự nhiên thuận lợi, đất đai rất là trù phú nên sản xuất nông nghiệp rất là phát triển. Bên cạnh đó thì tất nhiên nghề thủ công cũng rất là phát triển. Câu hỏi số 5, cư dân Phù Nam đã tiếp thu tôn giáo nào từ bên ngoài vào? A. Phật giáo và Đạo giáo. B. Phật giáo và Hindu giáo. C. Phật giáo Thiên Chúa giáo. Hay D. là Phật giáo Nho giáo. Chúng ta có thể thấy ở đây chúng ta có thể làm một phép loại trừ, đúng không nào? Bởi vì cư dân Phù Nam, nền văn hóa Phù Nam thì là sự kết nối của văn hóa ốc eo và nền văn hóa Ấn Độ. Bởi lẽ đó ta có thể loại trừ ngay được Đạo giáo, bởi vì Đạo giáo là một trong những tôn giáo được du nhập từ Trung Quốc. Cái thứ hai là Thiên Chúa giáo thì từ phương Tây. Và thứ ba là Nho giáo cũng từ Trung Quốc. Vậy thì đáp án chính xác của chúng ta phải là Phật giáo và Hindu giáo. Và câu hỏi này cũng đã khép lại bài học của chúng ta ngày hôm nay. Cô cảm ơn các con đã lắng nghe. Mọi thắc mắc các con hãy để lại ở phần phía bên bình luận để cô có thể giải đáp cho các con nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các con ở những bài học lần sau. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.